Healthy Care viên uống nhau thai cửu ship Placenta 50GX 100 viên được giữ lại toàn bộ các thành phần quý giá bởi công nghệ hiện đại, kết hợp với các thành phần từ thiên nhiên, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, giúp da sáng mịn, trắng hồng tự nhiên. Xuất xứ, Úc, thương hiệu, Healthy Care. Healthy Care viên uống nhau thai cửu ship Placenta 50GX 100 viên. Healthy Care viên uống nhau thai cửu ship Placenta cung cấp các chất chống oxy hóa từ thiên nhiên. Cùng với đó là vitamin và khoáng chất giúp chống lão hóa da, trẻ hóa làn da từ sâu bên trong cơ thể, giúp da sáng mịn, trắng hồng tự nhiên và mang lại vẻ tươi trẻ cho người sử dụng. Viên uống nhau thai cửu có khả năng tái tạo collagen tự nhiên, tăng tính đàn hồi cho da, giúp da luôn săn chắc, duy trì sức khỏe và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da. Công dụng chính Healthy Care viên uống nhau thai cửu ship Placenta 50GX 100 viên, làm mờ vết tàn nhang, vết nám, vết thâm. Tăng tính co giãn, đàn hồi cho làn da, giảm sệ ngực sau khi sinh, điều tiết chất nhờn và giảm mở lỗ chân lông, làm lành các vết thương, giải độc một cách tự nhiên, tăng cường sức khỏe, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm các triệu chứng khó chịu ở thời kỳ tiền mãn kinh, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, làm lành các vết thương và giải độc một cách tự nhiên. Thành phần của viên uống nhau thai cửu Healthy Care, mỗi viên năng chứa tinh chất nhau thai cửu tươi nguyên chất 5000mg, calcium hydrogen phosphate, gelatin, cellulose fibre, maltodextrin, processing E551, E572, sản phẩm không chứa đường, gluten, men, trứng, muối và chất tạo màu nhân tạo. Giới thiệu về thương hiệu Healthy Care. Healthy Care là một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe tự nhiên hàng đầu tại nước Úc, trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Tất cả các sản phẩm của Healthy Care 100% xuất xứ và sở hữu của Úc, được sản xuất ra với sự tham vấn của hơn 250 dược sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của thương hiệu này là cung cấp nguồn sản phẩm sức khỏe tự nhiên tốt nhất cho thế giới và trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người trong việc chăm sóc sức khỏe.